toàn thể quý khán giả có mặt tại chương trình Ngôi Sao Tài Năng 2022. Con tên là Nguyễn Hải Vân, năm nay 39 tuổi và con học trường Relation và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin tham gia với tiết mục Dance Cover. Con xin ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý khán giả thưởng thức ạ. Tuyệt vời không quý vị, một lần nữa quá đáng lòng quý vị cho bé Nguyễn Hà Khánh Vân một tràng vỗ tay nữa ạ. Vâng ạ, chào con cho chú hỏi là sau cái phần dự thi của con á, con cảm nhận như thế nào ạ? Dạ, rất tự tin. Vâng ạ, thấy bé rất là năng động không quý vị? Về nhà thì xin mời con hãy nhìn lại về băng tổ chức, băng giám khảo thử là có phần số điểm của con ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời hội đồng ban giám khảo bằng số 1 ạ. Với số điểm 9.5, 9, 10 và 10. Cảm ơn hội đồng ban giám khảo bằng số 1. Và xin mời hội đồng ban giám khảo bằng số 2. 8.5, 9, 8.5, 10 và 9.5. Cảm ơn hội đồng ban giám khảo bằng số 2 và cảm ơn con. Và một lần nữa, sau đây
MC Hoàng Phi Hải.